chào bạn chưa? Nè 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 nè. Ở đây đụng bạn nè, em đây đụng bạn nè. Easy. Easy. Easy đó. Đông cô. Hí. Hỏi trời đất ơi, hỏi bạn hay rồi bạn tới đây nè, bạn tới đây nè, sợ bạn gì vậy? Né bạn nằm xuống vậy thì không sợ ha. Bỏ con chạy 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 đâu nè nè. Bạn nằm chổng mông rồi nè. Chạy lấy được chơi chơi bạn chứ đâu. Quánh bạn ăn chồng quánh bạn không? Bạn bay rồi. Bay tiêu rồi. Bay bay bạn đi. Bạn bay rồi. Sao nó rồi? Đi lấy đồ ra sát hại bạn hay gì nè. Nó dây dục ra đây làm chi vậy? Hả? Làm gì gom đồ dục ra đây chăng vậy? Trời ơi, tự nhiên gom đồ ra đây dọc hết trơn vào đây nè. Bạn đi thôi mà làm gì gom đồ dọc hết trơn trời. Trời rồi đêm rồi dọn dẹp mũi rồi đèn ngủ rồi dẹp trơn, tối đi ngủ nó chết chơi vậy đó. Thương chập. Đem dẹp cho mẹ đi. Tối ở đây ngủ hay gì? Đúng. Rồi quét nhà luôn đi. Mệt bắn quá, mắt mệt, mắt mệt quá rồi đúng không? Đi.
em gì hả? Được rồi. Mẹ của em rồi nè. Em hộ mẹ hương em luôn. Đi đâu ạ? Đi gom đồ ra nó bán cho trai vậy. Đi đâu mà xàm? Rồi bán chiếc xe đó luôn hả? Trời ơi kinh nổi luôn nè. Mạnh ghê chưa? Gớt rồi gớt rồi. Tại cao béo gom đồ bán cho trai. Ủa gì hả? Hả? Không nghe. Không. Ở gom đồ ở đây bán cho trai gì ta? Ừ. Đâu vậy? Không ạ. À. Để dành cho em gái. Trời ơi. Vô cái nón của mẹ bán luôn nè. Đỡ nón vô. Đỡ vô. Không phải. Đỡ nón vô. Đéo mà bán cho trai luôn. Món tôi bán cho trai nè, con bán cho trai nè, bán cho trai nè, đó, này món tôi bán cho trai nè. Đây là phi hành gia béo á. Nằm xuống lơ rồi. Trời đất ơi, phi hành gia lên tới mặt trăng rồi nè, đi bằng bò không á. Mình cái nón luôn.